Bức tranh các bạn đang xem có tên là Great Activity in Wall Street, sáng tác bởi William Allen Rogers, xuất bản trên tờ tạp chí New York Herald vào ngày 19 tháng 3 năm 1908. Bức tranh diễn tả một phố Wall ồn ào đang thực hiện một điệu nhảy vô tận giữa những bầy cừu, bò và gấu. Nói cách khác, bức tranh đang diễn tả chính xác cách mà thị trường tài chính hoạt động. Sau hơn 100 năm, thật đáng buồn hoặc buồn cười, bức tranh vẫn chưa hề lỗi thời. Mặc dù đã có thị trường tài chính mới ra đời, nhiều công cụ, kiến thức được phổ cập. Nhưng khi công chúng đám đông tìm cách kiếm tiền từ thị trường, họ vẫn là những chú cừu trong vòng luẩn quẩn bị xén đến trụi lông. Ở giữa chu kỳ, khi thị trường tài chính sôi động, số tiền khổng lồ trình ra trong mắt thường làm cho dân chúng tin rằng họ là ngôi sao, họ nổi tiếng và họ tưởng rằng họ giàu có. Hóa ra đó chỉ là màn kịch tinh vi của các kẻ thao túng mà sau này ta thường gọi đó là những vụ án lừa đảo, mô hình Ponzi. Crypto, tiền điện tử, có lẽ cũng được coi là một thị trường tài chính. Xét về độ tuổi, crypto còn rất trẻ khi đặt cạnh thị trường truyền thống. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh đến chóng mặt cùng với bản chất phi tập trung, thị trường này cũng tồn tại không ít những vụ scam mà có thể khiến chúng ta bất ngờ về quy mô. Những vụ án có quy mô hàng tỷ đô, đâu là nơi thường diễn ra các vụ bê bối? Hậu quả mà nó để lại lớn đến mức nào? Thông qua bài viết của tác giả Trường Sơn được đăng tải trên website Spider Room, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua 6 vụ kỳ án nổi danh trong thế giới crypto nhé. Quay về bối cảnh năm 2013, chỉ 4 năm sau khi Bitcoin chính thức khởi chạy, lúc này thị trường crypto vẫn còn hết sức đơn sơ, tồn tại nhiều rào cản trong việc trao đổi, mua bán Bitcoin. Do đó, sự xuất hiện của một sàn giao dịch tập trung là hết sức cần thiết. Mt. Gox là sàn giao dịch được ra mắt bởi nhà phát triển Jeff Kalev vào ngày 18 tháng 7 năm 2010 tại Shibuya, Tokyo, Nhật Bản. Là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử sớm nhất trên thế giới mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để mua bán Bitcoin. Với vị thế là kẻ tiên phong, từng có thời điểm Mt. Gox gánh 70% khối lượng giao dịch Bitcoin của toàn thị trường. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, cho đến khi founder của Mt. Gox, Mark Galeb, đã bán trang web của sàn giao dịch cho nhà phát triển người Pháp là Mark Harpalis vào tháng 3 năm 2011. Ông cho rằng, để biến Mt. Gox thành thế lực xứng đáng với tiềm năng, yêu cầu rất nhiều thời gian mà tôi không thể đáp ứng. Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ truyền lại ngọn lửa này cho người có thể nâng tầm Mt. Gox hơn. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2011, sàn giao dịch Bitcoin Mt. Gox thông báo rằng khoảng 25.000 Bitcoin, tương đương 400.000 USD tại thời điểm đó và 650 triệu USD hiện tại đã bị cướp từ 478 tài khoản. Sau đó, vào thứ 6, ngày 17 tháng 6, cơ sở dữ liệu của người dùng tại Mt. Gox đã bị rò rỉ để bán trên Pastebin. Nhưng ngày sau đó, liên tục xuất hiện những thông báo trên các forum về tình trạng user bị mất tiền trên Mt. Gox. Tuy vậy, với vị thế là sàn giao dịch lớn nhất thế giới, khối lượng giao dịch Bitcoin trên Mt. Gox vẫn tiếp tục tăng và đạt đỉnh vào tháng 4 năm 2013. Nhưng trong những tháng tiếp theo, khách hàng bắt đầu gặp vấn đề rút USD. Mt. Gox nói rằng đó là sự cố tại ngân hàng. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2014, Mt. Gox chính thức tạm ngưng tất cả các giao dịch rút tiền, đưa ra nhiều tuyên bố liên quan đến vấn đề bảo mật trong 2 tuần tiếp theo. Đến ngày 23 tháng 2, công ty đã xóa tất cả các bài viết trên tài khoản Twitter của mình. Cuối cùng, thời khắc đó cũng đến. Ngày 24 tháng 2, sàn giao dịch đã tạm ngưng tất cả các giao dịch, trang web của họ cũng bay màu trong vài giờ sau. Ngày 28 tháng 2 năm 2014, Mt. Gox nộp đơn xin phá sản tại Tokyo. Công ty cho biết họ đã mất gần 750.000 Bitcoin của khách hàng và khoảng 100.000 Bitcoin của riêng họ. Tổng thiệt hại tương đương với 65 triệu USD tại thời điểm đó. Phải đến cuối năm 2021, vụ kỳ án lớn đầu tiên crypto này mới chính thức khép lại. Sự kiện của Mt. Gox có thể xem là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dùng về lỗ hổng của các sàn giao dịch tập trung, đồng thời nó cũng tạo tiền đề để người dùng hiểu được tầm quan trọng của sự phi tập trung là lớn thế nào. Cùng năm Mt. Gox lụi tàn, một đế chế khác được sinh ra để khỏa lấp chỗ trống mà nó để lại. Đó là OneCoin, một dự án tiền điện tử với founder là Ruja Ignatova. OneCoin được quảng bá là một đồng coin có thể đào được và sử dụng như hình thức thanh toán. Founder Ruja còn tự tin khẳng định rằng OneCoin sẽ thay thế vị trí dẫn đầu của Bitcoin. Thực tế đó chỉ là bình phong. Công việc kinh doanh chính thức của OneCoin thực chất là bán khóa học về tiền điện tử.
mà ở đó người dùng sẽ được nhận thêm khoản coin khi mời được thêm người tham gia vào chương trình. Sau khi nhận được coin, người dùng sẽ lên sàn OneCoin, một sản phẩm nội bộ để bán sang đồng coin khác. Điều buồn cười ở đây là họ phải mua một số khóa học nhất định mới được phép sử dụng sàn giao dịch này. Ngoài ra, mỗi tài khoản đều bị áp một mức giới hạn số lượng bán mỗi ngày. Cho đến năm 2016, với quy mô tổ chức hoạt động tại nhiều quốc gia, OneCoin đã bị chính phủ các nước sờ gáy và cảnh báo đây là một dự án chẳng khác gì mô hình đa cấp kim tự tháp. Năm 2017, OneCoin đã có được những động thái kinh doanh trái phép tại Việt Nam, thậm chí còn tung tin đã nhận được giấy phép hoạt động tại nước ta. Như trong hình ảnh này, chúng ta có thể thấy một căn phòng lớn tại khách sạn sang trọng trên đường Pasteur quận 1, hơn 150 nhà đầu tư đã tham gia và đang tìm hiểu để tham gia vào tiền ảo OneCoin. Đa số đều có tuổi trên 40, không ít người đã ở tuổi 60-70. Ngày sau đó, Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam đã phủ nhận tin giả này. Các nước khác như Đức, Ấn Độ và Ý đã bắt đầu lên kế hoạch để ngăn chặn OneCoin. Đến năm 2018, founder Ruja Ignatova đã biến mất không dấu vết sau khi Mỹ để đưa lên tòa yêu cầu bắt giữ vị nữ hoàng tiền số này. OneCoin chính thức khép lại. Theo hồ sơ, tổng số tiền mà dự án đã cuỗm đi lên tới khoảng 4 tỷ USD. Dẫu có một lượng người không nhỏ ủng hộ OneCoin tại Việt Nam, song không có thống kê thiệt hại nào được tiến hành, nhưng có thể đoán rằng nó không hề nhỏ. Nếu bài học về mô hình Ponzi của OneCoin chỉ như mũi trích, thì BitConnect như một cái kim tiêm to bằng bắp tay. Xuất hiện vào năm 2016, lấy danh nghĩa là dự án thuộc mảng cho vay Bitcoin, nhưng hào quang mà BitConnect có được là nhờ mức lãi suất điên rồ mà giao thức này cung cấp, 40% mỗi tháng, tương đương lợi nhuận 3.700% hàng năm. Phần lãi này sẽ được trả sau một khoảng thời gian quy định và trả bằng token của dự án là BCC. Như OneCoin, BitConnect cũng có cho mình cơ chế cho phép người dùng kiếm thêm lợi nhuận thông qua mã mời. Hàng loạt video giới thiệu về dự án được ra mắt mà còn được dịch sang nhiều thứ tiếng. Trong đó, thị trường Đông Nam Á bị đánh mạnh, đặc biệt là Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Chỉ từ 0,17 đô, BCC đã bay vọt lên hơn 100 đô và tất nhiên càng làm đám đông thêm hào hứng. Nhưng chẳng ai vui mừng bằng những kẻ đứng sau BitConnect. Hãy thử nhìn nụ cười của người vừa nổ hũ thành công này xem. Hình ảnh này được chụp lại tại sự kiện BitConnect diễn ra tại Thái Lan hồi tháng 10 năm 2017. Vì hoạt động theo mô hình đa cấp kim tự tháp như thế, hiển nhiên BitConnect sẽ không lấp liếm được vấn đề lâu. Người dùng bắt đầu ngửi thấy mùi có biến, BitConnect chỉ thu Bitcoin từ người dùng mà không hề cho vay. Đến tháng 12 năm 2017, cha đẻ của Ethereum, Vitalik, đã lên tiếng trên Twitter về các kèo siêu thối mà BitConnect mang lại. Có tờ giật mình, BitConnect âm mưu phát hành thêm token thứ hai nhưng bất thành. Đến ngày 16 tháng 1 thì BitConnect thông báo rằng họ sẽ đóng cửa các nền tảng cho vay của mình. Ngoài sự kiểm tra của cơ quan quản lý, BitConnect cũng đề cập đến việc sự tiêu cực liên tục của báo chí cùng với nhiều cuộc tấn công DDoS là những nguyên nhân dẫn tới việc đóng cửa. Đề chế Ponzi tiếp theo sụp đổ, ước tính đã kéo theo khoảng 2,2 tỷ đô của người tham gia. Theo thống kê trên website của MLM Lending, Việt Nam là nước có số lượng nhà đầu tư tham gia mô hình Lending Top 1 hoặc 2 thế giới. Thiệt hại ước tính có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Xét về quy mô, vụ án này có thể không lớn bằng các cái tên được kể trên, tuy nhiên nó lại diễn ra một cách vô cùng kỳ quái. Quadriga CX được thành lập bởi Gerald Cotton và Michael Patron tại Canada vào năm 2013, tập trung vào giao dịch Bitcoin trong nước. Chỉ với số nhân viên ít ỏi, nhưng họ đã nỗ lực mở rộng vào năm 2014. Đáng chú ý, Quadriga đã mở được một máy ATM Bitcoin tại Vancouver. Cho đến năm 2015, sàn giao dịch bất thành trong việc niêm yết trên sàn chứng khoán Canada khiến cho đội ngũ đi vào bế tắc vì cạn tiền. Vì lý do đó, vào năm 2016, nhân sự đứng sau Quadriga CX đã tan rã, chỉ còn mỗi Gerald Cotton vận hành. Mãi đến năm 2017, khi Bitcoin tăng phi mã, người dân Canada lại đổ xô đi tìm cách đầu tư vào đồng tiền số này. Con tàu mang tên Quadriga CX lúc đó là điểm đến hứa hẹn. 350.000 hành khách đã lên tàu để đi về miền cực lạc, khối lượng giao dịch lên đến hàng tỷ đô la. Thời tới cản không kịp, danh tiếng của sàn đi lên. Thêm vào đó, hình ảnh founder Gerald cũng đã rất thân thiện khi anh liên tục tài trợ cho các sự kiện lớn nhỏ tại địa phương. Đang yên đang lành, tháng 12 năm 2018, trong một chuyến đi đến Ấn Độ,
Gerard được thông báo là đã qua đời. Cái chết của vị CEO Quadriga đã chôn theo toàn bộ tài sản đang được lưu trữ trên sàn, vì chỉ duy nhất có anh là người truy cập vào được. Quái lạ thay, không có phương thức dự phòng nào. Đáng ngờ hơn, chỉ một tháng trước khi chuyến đi Ấn Độ diễn ra, Gerald đã thay đổi di chúc của mình. Người dùng bắt đầu đặt nghi vấn, không rõ là anh này ngỏm củ tỏi thật hay không. Hóa ra, Quadriga CX chính là một cú lừa không hơn không kém. Ngạc nhiên chưa? Tài sản trong ví lạnh của sàn đáng lý phải bất động vì không ai truy cập được. Ấy thế mà, nó đã bốc hơi chỉ trong vài tháng sau. Qua quá trình điều tra, ta còn biết được CEO Gerald từng bí mật lấy đi hàng triệu đô la tài sản của người dùng với mục đích chẳng ai rõ. Theo OSC, Gerald đã làm mất đi 115 triệu đô khi đang trade trên chính sàn Quadriga, 28 triệu đô trên các sàn khác và khoảng 24 triệu đô được dùng cho các thú vui bên ngoài như là bất động sản, xe hơi và du lịch. Không còn gì để chối cãi, đây chắc chắn là một cú scam. Bất ngờ hơn khi nhà báo Amy Caster đã phát hiện ra rằng đây không phải là lần đầu mà Gerald làm chuyện đó. Vì lẽ đó, người dùng càng có lý do để nghi vấn hơn liệu Gerald đã chết hay chỉ lần trốn ở nơi nào. Tung tích của kẻ tình nghi tới nay vẫn chưa được làm rõ. Xuất phát điểm là năm 2020, bùng nổ vào năm 2021. Terra, một blockchain định hướng giải quyết bài toán thanh toán, đã không còn quá xa lạ với cộng đồng tiền điện tử. Trung tâm của hệ sinh thái này là các đồng tiền được neo giá, hay còn gọi là stablecoin, trong đó nổi bật nhất là đồng USD, stablecoin neo giá với USD. USD là một đồng stablecoin thuật toán rất mới nếu so với hai kẻ khổng lồ là USDT hay USDC. Cùng với đồng Luna, USD có cơ chế giữ giá tại 1 đô bằng cách tăng hoặc giảm nguồn cung. Ngoài ra, ở Anchor Protocol, một giao thức cho vay trên hệ sinh thái Terra, USD cung cấp một lãi suất gửi tiết kiệm hết sức hấp dẫn ở mức gần 20% một năm, rất cao so với lãi suất ngân hàng các nước. Đặt trong bối cảnh thị trường với những biến động cao, sức hấp dẫn của USD cứ thế tăng lên theo thời gian. Câu chuyện đã không thể tiếp tục suôn sẻ. Terra outtrend trong năm 2022. Trên giao thức Anchor, người gửi tiết kiệm thì vô kể, người vay thì chẳng được bao nhiêu. Sự hấp dẫn lãi suất 20% đã không thể được duy trì. Ngày 22 tháng 3 năm 2022, Anchor chính thức đưa ra đề xuất sẽ cắt giảm lãi suất theo từng tháng. Trong ngày 7 tháng 5, có tới 2,8 tỷ đồng USD được rút khỏi giao thức Anchor. Sau đó một ngày, ví cá nhân này đã tiến hành bán ra 84 triệu token USD trên blockchain Ethereum và 108 triệu USD khác trên sàn Binance. USD rơi khỏi mức 1 đô, giảm về 0,9857 trên thị trường. Những ngày sau đó là công cuộc giải cứu của Luna Foundation Guard với nỗ lực bơm thêm 1 tỷ USD nhằm vuốt ve trấn an đám đông. Founder của Terra tuyên bố sẽ hy sinh đồng coin Luna để cứu lấy stablecoin USD. Đáng tiếc thay, chính cơ chế dual token USD và Luna đã ngăn cản ý định này. Sau cùng, cả hai đồng coin trên đều lao dốc không phanh và trở thành những con số không có một chút giá trị nào. Một hệ sinh thái 60 tỷ đô đã bị quét sạch chỉ vòn vẹn trong một tuần. Đã có những vụ túng quá làm liều của các nạn nhân, quỹ đầu tư cũng phải chịu thiệt hại nặng nề. Nhưng hơn cả, sự sụp đổ của Terra Luna đã gây nên một vụ khủng hoảng thanh khoản trên toàn thị trường. Có thể bạn nghĩ quả bom 60 tỷ đô của Terra đã khiến cho thế giới năm 2022 đủ tệ, thì Sam Bankman-Fried sẽ còn khiến các bạn phải trầm trồ hơn như vậy. Là cựu học sinh của MIT, một tỷ phú trẻ đi lên từ crypto với tổng tài sản gần 17 tỷ USD và cũng là người trẻ nhất trong danh sách 100 người giàu nhất thế giới. Sam gặt hái được thành công to lớn với không gian tiền điện tử với đế chế FTX và quỹ đầu tư Alameda Research. Sam có xuất phát điểm là một trader, do đó sản phẩm đầu tiên của Sam là quỹ đầu tư Alameda Research, thành lập vào tháng 11 năm 2017. Alameda trong tay của Sam đã kiếm về không ít tiền từ việc giao dịch chênh lệch giá Bitcoin giữa các quốc gia. Đến năm 2019, sàn giao dịch dành cho trader FTX được thành lập. Ban đầu, FTX chỉ hỗ trợ thị trường phái sinh, sau này sàn đã trang bị đầy đủ tính năng đáp ứng đủ thị trường. Dù thành lập khá muộn, nhưng FTX lại có bước nhảy vọt đáng kinh ngạc. Chỉ sau hơn 2 năm hoạt động, FTX đã leo lên được vị thế là sàn crypto top 3 thế giới, chỉ đứng sau Binance và Coinbase. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Sam là một trader mà máu trading thì đã ngấm sâu vào trong gen, e là khó bỏ.
Xét trên giấy tờ, Alameda là bên cung cấp thanh khoản hay liquidity provider cho FTX. Nói cách khác, nguồn vốn của quỹ đầu tư Alameda và sàn giao dịch FTX liệu có được tiếp bị hoàn toàn không? Hay xem có chừa một kẽ hở để tận dụng nó? Câu trả lời là đúng lại đúng là kẽ hở rồi đấy. Với bối cảnh năm 2022, khi thị trường đã chịu cú sập mạnh do Terra gây ra hồi tháng 5, lúc này Sam và Alameda đang đứng trước sức ép bị thanh lý tài sản vì sử dụng đòn bẩy quá cao. Và thế bí, Sam đã lấy tài sản của người dùng sàn FTX để sử dụng. Ngày 6 tháng 11 năm 2022, CZ, nhà sáng lập của sàn giao dịch Binance, lên tiếng rằng anh sẽ bán hết số token FTT có được từ việc đầu tư sớm ở thị trường. Đây là phát súng nã thẳng với FTX vì token FTT là lượng tài sản lớn được Sam mang đi thế chấp. Động thái của CZ chẳng khác nào đang đẩy Alameda rơi vào bờ vực thanh lý. Ngày 8 tháng 11, FTX ngừng cho phép người dùng rút tiền. Mặt khác, Sam kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng, nhưng số tiền bị cuộm đi đã là quá lớn, lên tới 8 tỷ đô, chẳng có ai dại mà dây dưa vào. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, FTX chính thức nộp đơn phá sản, còn Sam thì đã chính thức ngồi tù vào ngày 11 tháng 8 năm 2023. Trên đây là 6 vụ án đã làm rúng động cộng đồng crypto kể từ khi nó hình thành. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít vụ án nổi bật bởi quy mô siêu to khổng lồ của nó. Hàng ngày, các vụ lừa đảo nhỏ khác vẫn còn diễn ra như cơm bữa. Thú thật là thị trường tài chính là một thị trường mở, chắc chắn sẽ không tránh được những cú lừa. Đó là quy luật tất yếu. Vấn đề là chúng ta sẽ chấp nhận tình trạng này hay sẽ làm gì để cải thiện nó? Kiến thức, nhưng mà liệu có đủ để tránh các pha lừa vĩ đại không? Khung pháp luật á? Nó lại làm mất bản chất phi tập trung của thị trường. Các bạn hãy cùng mình trả lời câu hỏi này trong phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên, nếu các bạn thích video này, hãy bấm nút like, subscribe cho chúng mình và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace!